Hello các em, không biết là chúng mình đã tham gia đăng ký tham gia hết vào cái cuộc thi vui hè mà cái vòng thi đầu tiên sẽ diễn ra vào tối nay chưa nhỉ? Ờ thì còn bạn nào chưa đăng ký thì chúng mình sẽ đăng ký luôn để tối nay cùng tham gia thi nhá. Bạn nào chưa biết cách thì cô sẽ hướng dẫn này. Chúng ta sẽ vào ứng dụng Easy Class. Sau đó vào mục đấu trường. Và mình sẽ nhìn thấy chữ vui hè ấy, đúng không? nhớ là vào cái phần vui hè nhé chứ không phải cuộc đua không dừng lại được chưa nhỉ? Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ tham gia. Thì ở cái vòng 1, vòng vòng loại á thì sẽ có 5 lượt thi. À, sau đó sẽ lấy một cái lượt thi mà các em có số điểm cao nhất để có thể được tham gia vào vòng trong. Thì ở đây mình sẽ chọn đúng cái khối mà mình theo học. Ví dụ mình chọn Học tiểu học thì đương nhiên là ấn chọn tiểu học rồi Trung học cơ sở thì ấn chọn trung học cơ sở Và trung học phổ thông thì làm tương tự Và ở đây nó dành cho uh, 3 cấp học và từ 6 tới tận 17 tuổi uh, Ví dụ như là một bạn tham gia thi học khối trung học cơ sở Thì chúng ta bấm vào trung học cơ sở Bấm chọn đăng ký thi đó Và nó báo là đăng ký tham gia cuộc thi thành công Thì vậy là chúng ta sẽ được Và chúng ta nhớ cho cô là mình học khối nào thì mình sẽ chọn đúng khối đó để theo học nhé. Bởi vì cái cuộc thi này khi mà các em được vào vòng trong á thì sẽ uh, phải xác minh danh tính của mình chính xác á. Ví dụ như là tên của chúng ta, chúng ta cũng phải đổi lại đúng cái họ tên thật của mình. đấy chưa nhỉ? Ngày sinh, ngày tháng năm sinh của mình, giới tính, quận huyện. Ở trường mà chúng ta theo học, để toàn bộ thông tin đó là chúng ta phải đổi đúng chính xác thông tin của chúng ta, được chưa? Rồi, ok. Nhớ nha, sau đó bấm lưu nha. Ok. Vậy là tối nay thì chúng ta sẽ vào tham gia thi vào lúc 20 giờ 30 phút. Đúng không? Lượt 1 nha. Đó, còn có bạn nào mà chưa rõ phần thông tin nào thì chúng ta sẽ liên lạc ngay với cô để cô hướng dẫn để kịp giờ buổi tối chúng ta tham gia thi nhé ok bye bye các em see you later